mến chào các bạn. Chúc chúng ta luôn ăn vui và hạnh phúc. Hôm nay trải bài với chúng ta với một câu chuyện liên quan đến tiền tài vật chất của chúng ta từ nay đến cuối năm. Vật chất và tiền tài của bạn cũng như gia đình của bạn từ nay đến cuối năm ra sao? Chúng ta không chọn tựa nha, chúng ta có một tựa thôi. Video hữu với ai, hữu duyên với ai thì sẽ tìm đến người đó. Trước hết là mình xem năng lượng về tài chính của bạn hiện nay ra sao đã. Một nữ hoàng tiền. Mình lựa ba lá rồi. Bạn đang có một điều gì đó băn khoăn về tài chính. Rõ ràng bạn là người chân quý, bạn có tình yêu đối với tài chính cũng rất nhiều. Giống như là chúng ta có một sự chân quý, một sự yêu thương liên quan đến tiền tài của chúng ta, liên quan đến công việc và cũng liên quan đến những cái điều mà đam mê của các bạn trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta có tình yêu đối với tiền, tình yêu đối với công việc và đối với cái sự nghiệp của chúng ta. Bởi vậy mà sự chân quý, sự yêu thương và kể cả cái sự mà chúng ta vững vàng để chúng ta làm những việc mà chúng ta cần và chúng ta cũng đang có những cái định hướng nào đó, thì mình thấy rằng hiện tại bây giờ của bạn đang có một cái thông tin, thông điệp nào đó. Nó ra là 8 gậy sắp đến với bạn rồi. Liên quan đến tiền tài hoặc liên quan đến công việc gì đó của bạn nó sắp đến rồi. Cái điều này nó thể hiện là thông tin, mục tiêu của bạn nó sắp có. Với cái tình yêu về công việc, với sự đam mê trong công việc và cộng với lại cái sự chân quý của công việc của bạn sẽ đạt được. Thì đây là năng lượng của bạn đang có. Và các bạn biết rằng cái tài vật của chúng ta nó là từ cái công việc của mình mà ra, từ những cái giá trị mình trao đi mà có. Bởi vậy mà nếu như chúng ta đang có một cái tâm thái chân quý nó, đam mê với nó và chúng ta đầy tình yêu thương đối với cái công việc sự nghiệp đó, thì các bạn thấy rằng thông điệp thông tin sắp đến đích rồi. Thì trong một gia đình của chúng ta không phải chỉ có đơn độc một mình. Nếu ai sống một mình thì là một mình, nhưng nếu chúng ta còn có những người thân trong gia đình mình nữa, chúng ta lại có những cái sự cộng hưởng trong trường năng lượng với nhau nữa các bạn. Thì bây giờ chúng ta xem là vậy trong gia đình nhà bạn có cái cộng hưởng, cái năng lượng tốt đẹp, tích cực giống như bạn hay không, hay là còn có những người mà có những cái sự trở ngại nhé. Nếu như các bạn đã đang có gia đình, hoặc là chúng ta có những người mà chúng ta cần phải hợp tác cùng ấy. Nó cũng xin ba lá. Thực sự là chúc mừng cho bạn. Cái người đồng hành cùng bạn ấy, có thể là chồng, là vợ, là con, hoặc là bố mẹ của chúng ta. Thì khi bạn chất quý bao nhiêu thì họ cũng có cái sự tương ứng bấy nhiêu. Họ cũng có tầm nhìn, họ cũng có những cái vị thế, và họ cũng mong muốn là cái cây phúc lộc nhà chúng ta này này, nó sẽ nở hoa, nó sẽ ra hoa cái trái. Các bạn nhìn đây, cái sự chân quý, và họ ủng hộ bạn. Họ đi theo hướng mà có thể đứng ở sau hỗ trợ, hoặc là có thể là cùng định hướng với bạn. Bởi vậy mà chúng ta nhìn đây, chúng ta có một cái sự mà rõ ràng, một sự hỗ trợ, ủng hộ, và có một cái tâm thái là vững vàng. Và các bạn nhìn đến đây, trong gia đình nhà bạn thì cái sự sung túc và cái sự an nhiên trong tiền tài là chúng ta đang hướng đến. Có ra lá 10 tiền này. Có đôi lúc nhé, chúng ta vẫn có những cái trái chiều suy nghĩ nhau, nhưng nó chỉ là cái sự mà sẻ chia, sự để chúng ta thống nhất lại mà thôi. Bởi vậy mà năng lượng của gia đình nhà bạn này, những người mà cộng hưởng với bạn này cũng là những gia đình gọi là năng lượng tốt đẹp, năng lượng tích cực để chúng ta đồng thuận. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem vậy tiền tài của chúng ta từ nay đến cuối năm ra sao, nó tiến triển như thế nào và chúng ta thu hoạch ra sao nhé. Chúng ta đã gieo chưa? Gieo từ suy nghĩ rồi đúng không?
Chúng ta gieo từ suy nghĩ rồi thì bây giờ chúng ta xem là cái hành động của chúng ta kế tiếp nữa và chúng ta có ra thành quả hay không nhé. Từ giờ đến cuối năm. Thực tế là cái quả chúng ta có gieo đó, cái hạt nhân chúng ta có gieo đó, nhưng cái quả nó chưa đến lúc nó chín đâu bạn ạ. Chúng ta vẫn còn cần phải nỗ lực, cần phải quyết tâm hơn nữa. Nó ra lá bài này. Cần phải nỗ lực, cần phải quyết tâm hơn nữa, cần phải suy xét nhiều hơn nữa để chúng ta tránh đi những cái sự không như ý, tránh đi cái sự bất như ý. Và nhớ là khi chúng ta làm, chúng ta có cái tâm, cái sức ở đó, nhưng chúng ta vẫn phải cần suy xét cho thật kỹ nữa. Đi lệch đường là chúng ta sẽ có thể làm cho nó bị siêu vẹo, làm cho nó bị đổ đấy. Đây các bạn, nếu chúng ta cứ phăm đi theo cái mà chúng ta gọi đó là cái sức mạnh thôi ấy, mà chúng ta chưa có cái sự suy xét kỹ, thì nó có thể nó mang cho chúng ta từ giờ cuối năm vẫn còn có những cái tổn thất đây này. Liên quan đến tài chính thì nó còn có những cái nỗi đau, hay nói cách khác là chúng ta vẫn có sự buồn ở trong đó, chưa phải là thuận hết. Và chúng ta vẫn còn có những lúc chúng ta phải đứng trước sóng gió nữa. Bởi vậy mà cái cuộc sống của chúng ta, các bạn chú ý là chúng ta cần phải có suy xét đa chiều để giúp cho chúng ta có một sự rõ ràng hơn, thống suốt hơn, để giúp cho chúng ta đi trên cái hành trình mà chúng ta vững vàng, không nhanh ẩu được. Có cái sự phải đứng trước sóng gió. Nhưng cũng chúc mừng cho các bạn, bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta nhận ra rằng từ giờ đến cuối năm cái quả của chúng ta nó chưa thu hoạch được nhiều, nhưng chúng ta cũng đã có những cái lúc chúng ta được chúc mừng cùng nhau, được ăn mừng một cái điều gì đó đi. Có nghĩa là chúng ta cũng đã có những thành tựu, tuy rằng nó chưa phải là thành tựu đến với chúng ta như cái mục tiêu của chúng ta đã đề ra, nhưng nó đã có một phần đạt được rồi đây. Đó. Bởi vậy mà nếu như xét về như thế này thì các bạn chú ý là trên cái hành trình từ giờ đến cuối năm về cái tài vật của mình ấy, là chúng ta hãy cẩn thận nhé, vẫn còn có những sóng gió nữa. Nên chúng ta đi đường chúng ta cần phải đi vững, lựa những cái lúc mà trời quang mây tạnh để chúng ta đi, và đi theo cái hướng mà nó có cái sự chỉ dẫn của sự bình an. Còn nếu chúng ta mà không suy xét là chúng ta có thể sẽ gây ra những cái tổn thất thêm đấy. Đó. Thế thì hãy xem tiếp. Như vậy nếu như chúng ta có sự suy xét kỹ hơn, khi giờ chúng ta nghe được cái thông điệp này, chúng ta suy xét kỹ hơn nữa, chúng ta hiểu về cái sự vận hành của đồng tiền hạnh phúc hơn nữa, thì chúng ta có đạt được cái thành tựu nhanh hơn không? Bởi vì chúng ta đang gieo mà. Yeah, chúng ta đang gieo, chúng ta có gặt được những cái thành tựu nhanh hơn không? Các bạn ạ, nó vẫn chưa đạt được đâu. Chúng ta có suy xét, chúng ta có kỹ càng hơn thì nó cũng vẫn chỉ là những cái bước khởi đầu của mình trong năm nay thôi. Chưa gặt hái được nhiều. Và chúng ta chú ý là chúng ta phải có một cái sự phù hợp để giúp cho chúng ta không bị tổn thất. Nếu lúc nào cần nghỉ chúng ta nghỉ nhé, không nhất thiết là chúng ta cứ phải vùng vẫy đâu. Lúc nào cần thiết nghỉ chúng ta hãy nghỉ, chúng ta không có quá liều, và nó mới là khởi đầu thôi các bạn. Chưa phải là cái mùa thu hoạch của mình. Giống như cái cây mà chúng ta trồng ấy, chúng ta phải đợi đúng đủ ngày đủ tháng của nó. Chứ chúng ta muốn nó gặt non thì quả nó không có hạt mẩy, hoặc là chúng ta cũng chưa đạt được để mà chúng ta gặt được cả. Thế nên là nó mới khởi đầu, nhưng có một cái khởi đầu tốt tươi. Khi bạn biết trân quý và bạn biết đặt cái hạt giống của mình đúng vào cái nơi đất màu mỡ này thì bạn cũng sẽ có thôi. Đó. Thế thì mình nhìn thấy rằng ở phía sau của nó, cái lá bài lúc lễ ăn mừng ấy, thì đây nó ra. Cái sự
trân quý và cái sự theo đuổi những cái mục tiêu ước mơ của mình, rồi là những cái giá trị mà bạn đang muốn trao đi ý, thì bạn vẫn đang làm. Chúng ta không thể tính bằng ngày, tháng, mà chúng ta có thể phải tính bằng năm. Năm nay chúng ta trồng thì có thể đến sang năm chúng ta mới gặt được. Bởi vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục trân quý. Và nó có kế tiếp một lá bài mình nhìn thấy đây. Nó được đưa ra cho chúng ta cái sự ăn mừng đó. Có nghĩa là chúng ta hãy tiếp tục gieo những cái hạt giống tốt trên cái mảnh đất mà chúng ta đã chọn rồi. Và đến khi chúng ta đủ cái nhân duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, các bạn đủ cái nhân duyên, nó sẽ được gắn kết vào mà thôi. Bởi vậy mà ở đây chúng ta đang đi trên một cái chặng đường gieo những hạt giống tốt về phúc lộc của mình, về tiền tài của mình. Và gia đình của chúng ta đang có một cái định hướng, mọi người trong gia đình của chúng ta đều có một cái tâm thái tốt trên cái hành trình này. Nên đây cũng chính là một sự cộng hưởng các bạn ạ. Trong cái năng lượng của gia đình ấy, thì cái sự cộng hưởng của gia đình rất quan trọng. Của những người chúng ta cùng hợp tác, của những người chúng ta cùng kết nối này, rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải đồng lòng, đồng sức, đồng tâm, đồng chí. Chúng ta gọi đó là, ví dụ như là vợ chồng thì thuận vợ thuận chồng. Các cụ đã dạy rồi, tát biển đông cũng cả. Chúng ta có lá 10. Hôm nay chúng ta có lá 10 tiền ý. Nó thể hiện trong gia đình. Để chúng ta đạt được cái giá trị cao đó, chúng ta phải có sự đồng thuận. Chúng ta làm được phần nào, chúng ta hỗ trợ được thế nào, chúng ta hãy làm những cái phần của mình. Và có một cái định hướng cho người thân của mình, hoặc là thúc đẩy người thân của mình tiến triển. Khi nó gặp thời, khi nó gặp đủ cái tiêu chuẩn, thì cái cây của chúng ta đó nó sẽ ra quả ngọt cho chúng ta, ra quả có hạt mẩy ở đấy. Đó. Thì trong năm nay chúng ta nói rằng từ giờ cho đến cuối năm chúng ta có gặt hái được nhiều hay không, thì tiền tài của chúng ta chưa phải là cái mùa thu hoạch, mà chúng ta chỉ có một cái sự ăn mừng nào đó. Ví dụ như là chúng ta cũng có cái gọi đó là chúng ta trồng rau trước, trong cái trồng cây ăn quả, thì cây ăn quả đợi đến vụ sau, nhưng rau của chúng ta thì có thể thu hoạch được. Bởi vậy mà chúng ta có cái phần thưởng nhá. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng không được nóng vội, không được đi lệch hướng, sai đường. Và đặc biệt là chúng ta phải có sự đồng sức, đồng lòng của những người chung của một cái hướng này. Các bạn hãy sẻ chia những cái suy nghĩ, chúng ta có thể chỉ gọi là thảo luận cũng được, hoặc là gọi là những cái ý kiến để chúng ta thống nhất lại với nhau, để giúp cho chúng ta có một cái mục tiêu cùng tiến lên, để chúng ta đạt được cái mục tiêu này các bạn nhé. Thì đó là cái câu chuyện về tiền tài vật chất của chúng ta trong năm nay. Thôi bây giờ chúng ta vẫn là may mắn rồi. Vì sao? Nếu các bạn đang nghe được trải bài của bạn này thì có nghĩa là chúng ta vẫn đang ở cái nơi bình an nào đó, thế cũng là may mắn rồi. Bởi vì trải qua cái đợt mà thiên tai vừa rồi, mưa bão, lũ lụt, rồi là sạt lở, rồi là sập gãy, thì các bạn đã biết rằng cái sự bình an của chúng ta được đang được có không gian bình an này đã là hạnh phúc rồi. Thế còn tiền tài của chúng ta chưa làm bây giờ thì có thể ngày mai, có thể ngày mốt, hoặc là có thể sang tháng, hoặc là sang năm, chúng ta vẫn có mà. Nhưng nếu còn người, nếu chúng ta còn sức và chúng ta còn trí này, chúng ta sẽ được thành tựu mà thôi. Vậy chúc cho chúng ta và gia đình của các bạn, cũng như là gia đình của chúng ta này, tất cả của chúng ta vẫn đang được bình an để lắng nghe những cái trải bài mà Huệ Hoan thì muốn gửi đến các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn.